chúng ta. Nào người bốn phương, mau về đây hát reo mừng. Mừng ngày đẹp tươi, gieo nguồn vui tràn khắp nơi. Nguyện một nguyện đêm ghi thích ca ngài lòng từ bi, thôn trang đến thị thành và miền quê cát trắng qua khắp núi cao, đồng hướng theo đạo mộc vang tiếng kinh nguyện cầu cho đời lạc an, đường nguy khó lắng tâm nhìn lại Phật vừa đảng sanh. Trong đạo tràng chúng ta hôm nay, tất cả quý vị ngồi ở đây là những vị Phật tương lai sẽ thành Phật ha, cho nên trong buổi lễ này chùa Liên Hương rất là tri ân toàn thể quý Phật tử đã dành hết cái Phật tâm và tấm chân tình nhất để về đây tham dự buổi lễ, cầu Phật gia hộ quý vị luôn được an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Và trong lúc buổi lễ diễn ra, xin quý vị chúng ta đồng trang nghiêm thanh tịnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng hương Phật tử đến với chùa Liên Hương năm 2022 để chúng ta cùng nhau dự lễ Phật đản 2022 Phật lịch 2566. Trong đạo tràng chúng ta hôm nay, tất cả quý vị ngồi ở đây là những vị Phật tương lai sẽ thành Phật ha, cho nên trong buổi lễ này chùa rất là tri ân toàn thể quý Phật tử đã dành hết cái Phật tâm và tấm chân tình nhất để về đây tham dự buổi lễ, cầu Phật gia hộ quý vị luôn được an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Và trong lúc buổi lễ diễn ra, xin quý vị chúng ta đồng trang nghiêm thanh tịnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đem ánh sáng trí tuệ cho nhân loại. Thì cảm nhận công đức vô lượng của Đức Bổn Sư trong ngày thánh đản, chúng con câu hỏi về chùa Liên Hương, tiếp lễ dâng hương cúng dường chư Phật, sau cúng dường hiện tiền chư tôn Đức Tăng Ni. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh đúng như pháp, chúng con xin cung thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài tham dự chương trình lễ Phật đản.
Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni an tọa và kính mời toàn thể quý đồng hương Phật tử chúng ta đồng an tọa. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng an tọa trên những dãy ghế mà ban tổ chức đã dành sẵn. Tưởng niệm ngày xưa xứ Ca Tỳ, bình minh tỏa rạng lâm Tỳ Ni, nhạc trời hòa tấu cung huyền diệu, hoa nở người vui rộn kinh kỳ. Và giờ này xin mời hai ca sĩ Phật tử Thanh Lương và Tâm Như trình bày ca khúc Vui Thay Phật Ra Đời, tác giả Tâm Đức. Xin mời hai ca sĩ Thanh Lương và Tâm Như.
đã gửi đến nhạc phẩm Vui Thay Phật Ra Đời Quá Hay. Xin toàn thể đoàn đàn chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Nam mô Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay chùa Liên Hương chúng con hòa trong liền không khí hân hoan vô tận của người con Phật trên khắp năm châu và bốn biển, đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, trần gian chỉ một ngày này trong đời, chiến tu mình vào nhiều đời xa bay, bao triệu năm ngọn vàng có một ngày, ngày Phật đản con cúi đầu kính lại. Thật vậy, cách đây hơn 25 thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư, Bồ Tát Hồ Minh đã giác trần thị hiện qua thân của Thái tử Xiển Đạt Ta, làm con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mai Giang. Ngài đã vì lòng từ bi và sự an lạc hạnh phúc giải thoát cho chúng sanh nên xuất hiện ở cõi Ta Bà này, rồi xuất gia tu hành, thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ của ba cõi và bậc thầy của muôn loài. Ngài đã chỉ cho chúng sanh thấy con đường giác ngộ và giáo lý cao siêu tuyệt vời. Đức Phật cũng đã để lại cho chúng sanh một kho tàng giáo lý và nguồn ánh sáng tề giác vô tận, những quy luật đạo đức để chỉ dạy con người hướng thiền và giải thoát. Tưởng nhớ ngày trần gian xuất hiện một bậc vĩ nhân siêu việt ra đời, nên cứ vào mùa này hàng năm, hàng Phật tử trên khắp năm châu và bốn biển đều long trọng cử hành đại lễ Phật đản. Vì thế, chiều hôm nay, toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Liên Hương chúng con cũng hòa chung với niềm vui hân hoan vô tận của hàng triệu triệu người con Phật, xin được long trọng tổ chức ngày đại lễ Phật đản. Đó là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Bây giờ này, đạo tràng chúng con trong mùa Phật đản tay chung tay, lòng chung lòng, trong buổi hành hộ những nụ cười hoan hỷ, những cái chắp tay thân thương chào nhau, và tất cả đều hào phóng cho nhau những tình thương mến thương trong tâm hạng của người con Phật để chúng ta đồng có mặt ở nơi đây. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quan lâm và chứng minh buổi lễ của chiều hôm nay, chúng con xin được giới thiệu thành phần tham dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Thanh Nguyên, trụ trì chùa Giác Nguyên Westminster. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Đạt Tính, chùa Giác Nguyên Westminster. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Nhật Trường, trụ trì chùa Bảo Hải Garden Road. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Hữu Trí, trụ trì Thư viện Quán Tâm. Chúng con thành tâm cung kính giới thiệu Thầy Thích Bảo Thiện, tuyên úy Phật giáo. We would like to do Venerable Ven Suha, God answers. Về phía Chư Tôn Đức Ni, chúng con sẽ được cung kính giới thiệu Ni Sư Diệu Thơ, chùa Liên Hương Westminster. Chúng con sẽ được cung kính giới thiệu Ni Sư Như Nghiêm, trụ trì chùa Bồ Đề Duyên, Arizona. Chúng con sẽ được cung kính giới thiệu Ni Sư Trang Mẫn, trụ trì Phật Âm Santa Ana. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Huệ Phương, trụ trì chùa Phật Tâm Anaheim. Xin được cung kính giới thiệu Sư Cô An Tịnh. Xin được cung kính giới thiệu Ni Sư Như Hoàng, chùa Phước Thuận, Việt Nam. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Huệ Nguyện, Việt Nam. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Trân Phụng, Tỉnh Thất Phổ Quang, Huntington Beach. Cung kính giới thiệu Sư Cô Trân Lâm. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hạnh Thảo, Phật Âm, Tu Viện Phật Âm. Về phía đi chúng,
chùa Liên Hương, chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư Minh Thủy, ni sư Như Nguyệt, sư cô Phước Trang phó trụ trì chùa Liên Hương, sư cô Nguyên Trí, sư cô Tịnh An, sư cô Tịnh Hiếu. Và đặc biệt hơn hết, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Phước Dẫn, trụ trì chùa Liên Hương Bắc Sư Minh Thơ, chủ năng tổ chức buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay chúng tôi chúng con sẽ được đồng giới thiệu toàn thể quý Phật tử cũng như các anh chị em trong ban ca nhạc, quý vị cũng đã đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức đã trở về đây, xin được trân trọng đồng giới thiệu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm như tháp, chúng con xin mời toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni cùng quý đồng hương phật tử chúng ta đồng khởi thân niệm phật cầu gia trì cho buổi lễ được thật phần viên mãn. Xin cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư từ bi quán. Từ bi quán là thể nhập tánh từ bi bao la của mười phương chư Phật. Chúng ta nhập từ bi quán để tri ân công đức Thế Tôn, bậc cha đàn chung của muôn loài. Ngài đã thể hiện ở cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Phúc nhập từ bi quán chấm dứt. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa Phật đản con thành tâm lễ Phật, nguyện cầu ngài phát tỏa ánh hào quang để chúng con được đó ánh đào vàng, sống thư thái với mười phương chư Phật. Và giờ này xin mời Phật tử Vinh Triều pháp danh Chánh Niên Phúc lên đọc diễn văn khai mạc. Xin mời Phật tử Vinh Triều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, túc hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử, kính thưa quý vị, ngược dòng thời gian cách đây 2646 năm, vào ngày trăng tròn tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ. Cổ tại nay là Nepal, Đức Phật giáng sinh đã trở thành một sự kiện hy hùng của toàn ngôn loạn. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thiên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mạng, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích hạnh phúc cho chư thiên và mọi người. Trải qua quá trình thu thập chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn Vesak tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Ngài đã giác ngộ thành Phật trong công cuộc hòa hoằng pháp và độ sinh. Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển thông qua giáo lý bất chánh đạo là bản thể của chúng đạo và ba môn vô lậu học
tức là giới định tuệ, là con đường độc nhất đưa chúng sinh đến chứng quả niết bàn và thành Phật. Ngày nay để tại lễ Phật đản, Phật sắc đã trở thành lễ hội tôn giáo vị hòa bình của Liên Hợp Quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng và hàng triệu con người, thì Phật đản là thời gian để Liên Hợp Quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh, mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh như trong kinh Pháp Cú có dạy. Vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hoàn truyền, vui thay tăng chúng đoàn viên, vui thay bốn chúng kết duyên tu hành. Trong niềm hoan hỷ vô biên, kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ và đồng bào Phật tử ở trong nước và nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng các đường thành tựu viên mãn, các Phật sự lợi đạo ích đời, trong tinh thần xuân minh đạo pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực, cúng dường Đức Phật nhân ngày đại lễ Phật đản Vê Sắc năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chúng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Phật tử Vinh Triệu. Ngưỡng bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, quả thật con về đến giác hôm nay, lắng nghe chuông đổ hồn say mộng thiền, về đây tâm lắng ưu phiền, về đây tìm lại bình yên thuở nào. Và trong giờ phút trang nghiêm tình này, chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa thay mặt chư tôn thiện đức tăng ban đạo từ về phía chư ni, chúng con xin được cung thỉnh ni sư Diệu Thơm. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa và ni sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân mùa đại lễ Phật đản năm nay, được sự đồng ý của ni sư trụ trì, đã tính xin được cúng dường những bài thơ nói về cuộc đời của Đức Phật trong vài năm 7 phút. Nguyện nhờ công đức này để hồi hướng cho tất cả chúng ta được thấy được ánh sáng đỏ màu noi gương theo Đức Phật Thích Ca mà tu hành để tầm đắc đạo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây Lạc thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập Tam Thừa mở Trung Quốc nhà cho quốc tế. Bên Ấn Độ thành ra từ La Vệ có Đức Vua Tịnh Vạn Nhân Từ, khắp thần gian lạc nghiệp an cư trên chú thần Tôn Phò Tán. Đức Hoàng hậu Mai La phong nhã, sắc đẹp dường ngọc thuốc an cư. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tô cùng thánh thượng, rằng thằng thiết nhờ ơn trung thượng của hoàng gia cùng được vinh quang. Kể từ nay thiết muốn an nhàn giữa tâm trí lành sang thế trường, chẳng phiền kẻ hầu sau đứng trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều mà chúng long nhan tập đức tánh khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ương gần kẻ bảo ôn tàn. Xin cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhân thay cho thiết những điều xin thấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chủng y tỏ ý vừa lòng, bằng tâu thêm ở trước đền trời, xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu danh ví như con đỏ, tội giảm than đón giúp công tiền, cứu dân nghèo trong lúc đạo điên, lấy đức trọng bùa trong
bá tánh. Vua hứa chịu giúp người đổi lại, bèn đối về cung điện nghỉ ngơi. Đê trăng thanh gió mát thảnh thơi, tức hòa thụ khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hấn hở, dắt chim bay bàn thế lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không cung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tim mới lại, khắp phòng quê thơm phúc mùi hương. Bà rảo chân bèn bước ra giường, truyền thì về thỉnh vua lai đá. Vua yên lời đến nơi hoa thảo, lại gần bà sau đất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tinh tú. Tiếng thần tiên trên không tăng cổ, rằng ta mừng vua hữu thiện căn. Sao có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lên đầu cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu ma gia. Có việc chi vội vã dời ta, khăn lại đầu đuôi từng tấc. Bà thuộc rõ chiêm bao trong giấc, xin vua về kẻ bàn dùng. Các thầy bà được lên vào cung, như xuân xả tôn trần nguyện quý. Ngày thánh thoát đông qua hạ trí, bà cũng sống thánh tử đẹp tư. Mặt trang nghiêm khí phát hơn người, vua cùng các thần dân mừng rỡ. Họ thích ta, từ đây cũng nhờ sẽ có người nói nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Tăng, cả triều chính treo qua yến ảnh. Có nhà sư các thành mấy dặm, thường ở đâu trong sạch hiền từ. Lòng thẳng nay chẳng có gì tư, đời thân tình nhìn theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thấu bối diệu huyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên lão. Hồi thuở ấy vua ưa người đạo, bèn vào chầu tâu trước bệ sòng. Xin vua cho ông bước vào trong, được yết kiến tử hoàng lớn thể. Ông xem xong bỗng liền sang lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt nên lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được thành nhân. Lìa đời đài khổ cực chẳng sợ, tìm đạo lý dắt dìu sinh chúng. Ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần Ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống nặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thấm thiết, nhà Ngài mà vượt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bất phận tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức hoàng hậu đến ngày thứ bảy, giúp nợ trần nên dội quy kim. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùng săn sóc trong non thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẹn hành mong, rằng thái tử đừng lìa cung điện. Hỏi triều đình các quan lựa tuyển, hàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm tròn. Các đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi lạ. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, cha khỏi đời du mạng một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay ngưng gậy trống. Ngày xem qua lòng bền cảm động, lần thứ hai thấy kẻ vẫn đau. Xét cõi trần tâm dạ hát sầu, chi xiết nổi núng nao cõi tận. Lần thứ ba xe lìa khỏi trại, được trông nhìn kẻ chết đương khiên. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hành để ý tập phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trai. Nào về đâu trời đánh điện, giả tăng sĩ gửi lòng thái tử.
Ngài hiểu rõ ấy là phân sự và xuất gia tầm đạo mau mau, liền ngoài xe trở lại lai rào xin dương phụ tránh sang mùi thế. Vua buồn thẳng dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ anh, khuyên con đang ở chốn hiện đại đoan nghiệp sau tung chẳng buồn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng sáng sông pha bờ bụi. Ngày thỏa ấy lên 19 tuổi, tâm đại hùng cư quyết tu trì. A Di Đà Phật. Vâng, thơ còn rất là nhưng bài lễ Phật đàn có thể là trong kinh bản thân và sau đây. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân những lời thơ thật chân tình của Thượng Tọa Thích Đạt Tính, và giờ này xin mời công thỉnh Ni Sư Diệu Thơ đại diện cho Tôn Đức Ni có đôi lời trong buổi lễ chiều hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý bà con Phật tử thân thương, hôm nay tại đạo tràng chùa Lễ Thương chúng con hân hoan cung linh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm để chứng minh cũng như cầu nguyện cho buổi lễ Phật đản được thành tựu viên mãn. Vào giờ này chúng con xin phép quý ngài cho con được nói vài lời chia sẻ cùng chư vị Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cách đây hơn 2.500 năm, ở tại nước Ấn Độ có một bậc vĩ nhân xuất hiện ra đời, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sự thị hiện của ngài đã để lại cho chúng ta một kho tàng vô giá. Những lời dạy của ngài vẫn còn hiện hữu và có giá trị đích thực ngày nay. Hôm nay chúng ta có đầy đủ duyên lành được đi trên cái lộ trình mà ngài đã chứng ngộ. Chúng ta thật sự là hãnh diện. Hôm nay chúng ta về đây, sự hiện diện đã nói lên phần nào tri ân sâu sắc đến bậc cha lành, và chúng ta để đền đáp một phần nào đó công ơn giáo hóa độ sanh sâu dài của người đã dạy dỗ chúng ta. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng, trong phẩm phương tiện, ta ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật nói thẳng và nói rõ ràng cái Phật tri kiến của Đức Phật và cái tri kiến của chúng ta là bình đẳng không khác. Từ đây chúng ta mới cảm nhận được rằng cái tình thương của ngài vô bờ bến. Sự vì ngài không nỡ nhìn chúng ta đau khổ triền miên trói buộc trong những cái hệ lụy của cuộc đời, ngài đã đưa ra những cái phương pháp cho chúng ta nương theo nó mà tu hành. Ví dụ như niệm Phật, hành thiền, quán tưởng những cái pháp mà ngài đã dạy. Vô thường, vô ngã, khổ không, bất tịnh. Nếu chúng ta đi vào những cái pháp của ngài mà tu tập một cách triệt để, áp dụng trong cái đời sống hàng ngày này, chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được
cái tri kiến giống như Phật. Bởi vì Ngài muốn chúng ta phải là như Phật, phải đạt được cái tri kiến như Phật. Vì chúng ta đạt được cái tri kiến này rồi, chúng ta không còn những cái khổ đau, những cái hệ lụy, chúng ta dứt khoát chào tạm biệt những cái trói buộc của chính mình, cũng như là mình giúp đỡ người thân trong gia đình của mình sống một cái đời sống an lạc, vui vẻ. Thì trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, Pháp Thể Thiên An, chúng sanh dị độ và Phật Đạo Hiến Thành. Chúng tôi kính chúc quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay, cũng như quý Phật tử bằng công việc không có đến tham dự được, kính chúc quý vị luôn sức khỏe và an lành trong ánh hào quang của chư Phật, và ai ai cũng nhận được tri kiến Phật, để rồi chúng ta sớm thoát khỏi những khổ đau, những cái trói buộc trong cái cuộc đời này, mà chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa, giá trị trước khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này. Và đặc biệt là chúng con kính gửi lời tri ân và kính chúc đến ni sư trụ trì chùa Liên Hương, là trưởng ban tổ chức buổi lễ, cũng như quý chư ni và đại chúng chủ của chùa. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe để lo Phật sự chùa ngày càng tốt đẹp. Bên cạnh đó thì có nhiều Phật tử thương hộ pháp cho ni sư trong mọi cái Phật sự của chùa, được để ni sư bớt lo lắng một phần nào. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính chào, và Nam mô Vô Ô Thọ Hạ Kỳ Hiện Đại Sân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Quang Giám Đạo Tràng Đáp Đài Chứng Minh. Nam mô A Di Đạo Tràng chùa Liên Hương. Chúng con thành kính tri ân những lời chia sẻ sâu sắc và thấm tình đạo vị của Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Đạt Tính và Ni Sư Đạo Hiệu Diệu Thơ. Một lần nữa chúng con xin được y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên cái tôn thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý vị, Phật Đản ơi, Phật Đản về, cho lòng nhân loại bớt tái tê, chiến tranh thù hận mau chấm dứt, từ bi tỏa sáng khắp lối về. Và giờ này để tri ân đến cái tôn thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử đã vân tập về đây dự buổi Phật Đản chiều hôm nay được thập phần viên mãn, chúng con xin được cung thỉnh ni sư trụ trì, ni sư Phước Nhẫn có đôi lời cảm tạ cho buổi lễ hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh sư cô trụ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Phật tử. Đại lễ Phật Đản của chùa Liên Hương năm 2500, Phật lịch năm 2566, dương lịch 2022 tại chùa Liên Hương đã được dường như là thành tựu viên mãn. Được như vậy là nhờ quý ngài chư Tôn Đức Tăng Ni đã không quản thời gian bận rộn quý báu của mình đến đây để chứng minh và tham dự buổi lễ Phật Đản. Và các Phật tử đã chung tay cùng chùa Liên Hương đóng góp cả công sức và cả tịnh tài về nhiều ban, như là thiết trí lễ đài trang hoàng, cúng dường hoa quả và ẩm thực cho buổi lễ, và các ban, đặc biệt là các ban âm thanh ánh sáng, và hôm nay cũng có bác Tuệ Nhẫn đã đồng ý để mà giúp chùa để mà quay phim, và anh Cindy. Còn bên bên khâu ẩm thực thì có cô quản Diệu Hiền có tâm nấu bánh canh. Cô Diệu Hiền nấu bánh canh rất là ngon, cho nên là đặc biệt ông là cô Diệu Hiền để
hơn cúng dường cho đại chúng. Và có những bàn tay cắm hoa ở đây thì có rất là nhiều bàn tay cắm hoa, cho nên là cảm ơn quý vị đã ngắm những đóa hoa của các sư cô và các Phật tử đã nhân cúng dường cho ngày hôm nay. Thay mặt chùa Liên Hương, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ơn chư Tổ Đức Tăng Ni, kính chúc quý ngài pháp thể thân an, Phật sự viên thành, mọi điều thuận lợi trong niềm hỷ lạc của Phật giáo, và kính chúc toàn thể quý Phật tử đón mừng một mùa Phật đản thật vui tươi, vạn sự cát tường. Kính thưa chư Tôn Đức và kính thưa quý vị Phật tử, trong quá trình tổ chức thì không sao tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni, kính mong quý Phật tử hoan hỷ. Và sau buổi lễ này sẽ có những nhóm ca sĩ, nhạc sĩ, có những vị ở đây có là tác giả nữa, là sáng tác những bài hát về Phật, Phật giáo, để mà truyền tải những cái lời pháp của Đức Phật đến đi vào đời. Các vị cũng là những vị Bồ Tát thay thế chư Tăng Ni, không những là chư Tăng Ni thuyết pháp ở sân, nhưng mà quý vị đã đem những lời thuyết pháp của chư Phật để mà làm vào âm nhạc, để mà dễ truyền tải ý nghĩa của lời Phật dạy vào quý vị. Cho nên là cô rất là cảm ơn các vị đã đến đây để dâng lời lời hát để mà cúng dường chư Phật cũng như cúng dường chư Tăng và đại chúng. Dạ, xin hết Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân sư cô trụ trì. Ngưỡng bạch cho tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, về giờ này đã đến giờ bước vào buổi lễ chính thức tắm Phật. Chiều hôm nay chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân để bước vào nghi lễ niên hương bạch Phật, và chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Nguyên, Thượng tọa Thích Đạt Tính và Thượng tọa Thích Nhật Trường niên hương chứng minh cho buổi lễ. Xin mời Như Sư Diệu Thơ và Sư Cô An Tịnh Duy Na Diệt Chúng, xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân để bước vào nghi lễ tắm Phật chính thức của chiều hôm nay. Thiết lễ Phật đã
Con cùng vỡ nhớ đi chung
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoàn tràng chúng ta được vài tấm hình lưu niệm chùa Liên Hương và quý anh chị em trong ban nghệ sĩ chuẩn bị. Và giờ này xin giao lại cho MC Văn Nghệ, MC Thị Linh, MC Nga Nhạc Sĩ Thị Linh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tắm Phật thì mình chỉ tắm thôi, còn quý vị không có khấn nguyện nữa thì sau đó thì quý vị sẽ khấn nguyện sau. Còn tại vì quý thầy quý sư cô đang chờ để chụp hình cho nên quý vị nhanh chân lên một chút tắm Phật để cho quý thầy quý sư cô sẽ cùng với chụp hình và sau đó mình sẽ dịch thật A Di Đà Phật. Mong quý vị A Di hoan hỷ. Cảm ơn sư cô nhắc nhở mọi người. Quỳnh sinh tất cả các anh. Dạ dạ. À, con nhận thấy là tất cả quý đồng hương Phật tử của chúng ta đã sắp tắm. Bây giờ chuẩn bị tới chương trình văn nghệ. Dạ. Trước khi chương trình văn nghệ thì có một show nhỏ. Cái trước đó là quỳnh sinh. Đó là show chụp hình của quý sư thầy, quý sư cô và không biết có Phật tử trong trường không ạ? Có luôn, hãy kèm theo rồi Phật tử của chúng ta luôn đó. Lưu niệm để lại cho đời, để lại cho thế hệ mai sau vẫn còn tồn tại mãi mãi với thời gian, gắn kết với lại sư cô trụ trì Phước Nhẫn, trụ trì chùa Liên 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 Hương. Đó, thì cô nghĩ sẵn nhanh chân để có được vị trí tốt. Tăng ni trước một tấm nha, như trước một tấm. Và bây giờ thì Linh, để thì Linh điều chỉnh cái này. Dạ. Quý vị Phật tử chúng ta khoan nha, quý vị Phật tử làm ơn lùi về phía sau để chúng ta có một cái tấm hình cho chư tôn đức tăng ni trước. Rồi xin nhìn máy con nha, mọi người cho máy nha. 1, 2, 3. Quý bà, quý chư tôn đức, quý chư tôn đức vui. Rồi bây giờ xong rồi phải không? Không không, vẫn ngồi chứ cho tụi con có cơ hội quỳ ở dưới. Giờ Phật tử chúng ta quỳ ở phía dưới nha. Giờ chúng ta quỳ ở phía dưới. Dạ. Rồi. Rồi mọi người trong máy nha. Đây xin nhìn máy con nha. 1, 2, 3. Nói rồi. Có hình không à? Bà lấy máy không chụp cái này hả? Ngồi đi, ok, tất cả mọi người trong máy nha. 1, 2, 3. Quá đẹp luôn. Chi không thấy quen rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Dạ, con xin cảm ơn cho tôi thì rất tăng ni cùng quý đồng hương và tử. Quý Phật tử chúng ta vẫn yên vị trí, quý thầy vô thôi, và quý Phật tử chụp chung với ni sư trụ trì với chư tôn đức ni A Di Đà Phật. Ok, quan. Ô chụp cao quá. Đợi. Ngồi xuống thấy bụng rồi. Quý Phật tử, quý Phật tử, quý vị có thể vô luôn, vô luôn. Có thấy một số quý vị chưa vô? 1, 2, 3. Rồi, thank you. Chụp tấm nguyên đi em, chụp tấm nguyên đi. Quý Phật tử mày quay dài cái gì? Quý Phật tử vô nữa đi. Thank you, thank you. Phải ngồi. Rồi mình ngồi rồi xong rồi ai vô nữa thì cứ việc vô tiếp luôn. Bây giờ là coi như là xả vàng rồi. Rồi cái thác của chúng tôi xả vàng cho nên cái
vị vô cửa tự do thoải mái. Vô con ơi, vô, vô. Vô. Rồi thôi đủ rồi, đủ rồi. Quá cười. Quá cười là vui vẻ. Nhà con đại diện cho quý đồng hương Phật tử cảm niệm công đức và chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau có những bức hình lưu niệm. Cảm ơn tất cả những anh camera quay phim. Rồi bây giờ tới chương trình văn nghệ của chúng ta, xin được phép bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ linh xin gửi lời chào thân thương và lời gửi chúc sức khỏe đến tất cả quý chư tôn thiền đức tăng ni và quý đồng hương Phật tử đã có mặt ở đây từ sáng sớm cho tới bây giờ để dự lễ Phật đản năm 2022, Phật lịch 2566 tại chùa Liên Hương, cùng với sư cô Phúc Nhẫn, và một lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả chúng ta. Rồi bây giờ trong lúc quý thầy trai đường thì chúng ta cũng sẽ được dược thực nha quý vị. Và chúng ta may mắn hơn là chúng ta ngồi ở dưới có bàn, rồi chúng ta nghe văn nghệ. Tất cả những anh chị em nghệ sĩ đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay để chuẩn bị sẵn sàng ca những bài ca về Phật giáo để chúng ta nghe thưởng thức. Đó là món ăn tinh thần, còn món ăn mà gọi là vật chất cho thân thể chúng ta được khỏe mạnh thì chùa Liên Hương, ban trai soạn chùa Liên Hương sẽ lo phần đó cho chúng ta nha quý vị. Vì chúng ta bây giờ nếu chúng ta muốn những cái món thức ăn mà bánh canh gì nãy của sư cô về giới thiệu đó lên bàn sớm thì chúng ta một tràng pháo tay cho nhà bếp nha. Rồi đó, vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình văn nghệ nha. Đầu cuối lạy đến từ tôn xuất hiện đến ta bà để ứng hóa độ sanh. Phật về đây thế giới sẽ an lành, hồn ấm hẳn, trinh anh không điên đảo. Ngài Phật đản có quỳ trên ngôi báu, lò hướng tâm dân cúng Phật thậm thâm. Nhiệm huyền thay xin Phật rưới phát âm, để kẻ biết người bồ tâm nhuận thắm. Ngày Phật đản không dân hoa nhung gấm, dân lòng son hòa quyện với bùn non. Bảy đó sen ngày ấy vẫn vuông tròn, ngàn năm nữa chẳng mỏi mòn gương cắm. Ngày Phật đản ngồi đây lòng thấm lạnh, nhìn hoa rơi thấy cả một đường về. Bọt bèo trôi con chẳng chút não nề, ngày Phật đản vẫn đề huề chân tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ chương trình văn nghệ mừng Phật đản sanh tại chùa Liên Hương năm 2022 xin được phép bắt đầu với một tràng pháo tay thiệt là lớn. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và để mở màn chương trình văn nghệ mừng Phật đản ngày hôm nay thì Thùy Linh xin được giới thiệu đến tất cả quý đồng hương Phật tử một tiết mục, một sáng tác của nhạc sĩ Quý Luân. Nhạc phẩm có tựa đề Em Mừng Phật Đản Sanh, qua sự trình bày của một Phật tử rất là nhỏ, rất là nhí và hát rất là hay. Đó là Phật tử Phước Duyên. Một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần. Trời ơi, lăng xê dễ sợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào quý thầy, quý sư cô cùng là quý Phật tử. Con tên là Jessica, pháp danh của con là Phước Duyên. Năm nay con 9 tuổi. Con xin hát cúng dường bài Em Mừng Phật Đản Sanh. Yeah.
lên múa minh họa luôn, đứng đó nhún nhảy chi vậy, ai coi? Dạ cô đây coi nè. Có luôn á hả? Rồi bé Duyên đã mở màn cho chương trình văn của chúng ta một nhạc phẩm rất là em mừng. Rồi bây giờ tới anh lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang. Tự nhiên bây giờ mấy cái micro nó hơi tức, tự nhiên thấy anh Lê Hồng Quang nó đứt khúc vậy. Thật sự mà nói á, anh Lê Hồng Quang, chúng ta lại gặp nhau. Thật sự mà nói lần trước em thử hỏi số điện thoại của anh để em sắp làm chương trình lễ Phật đản ở đài Pháp Âm Phật Giáo toàn cầu của em, cho nên là Thùy Linh mới mời xin điện thoại của anh và nhóm để mà Thùy Linh mời tới dự lễ Phật đản ca hát. Thôi thì anh tự giới thiệu luôn đi, em biết mà, I know you, giới thiệu đi anh. Dạ. Chúc quý vị có một buổi về đây thân tâm an lạc, cùng ăn chay, cùng nghe các thầy các cô giảng pháp trong những ngày sinh nhật Đức Phật, thì không có gì vui bằng, không có gì mà đẹp bằng không quý vị. Nhìn quanh đây là ai cũng đẹp, đó là sư cô, người tôi với ai, nụ cười trên môi cũng tươi. Cái ngày sinh nhật của Đức Phật là tuyệt vời, bởi vì từ ngày đó là mình tìm thấy cái lẽ sống, cái lý tưởng để cho cuộc sống của mình nó đỡ khổ không quý vị, mình sống hạnh phúc hơn với cái theo bước đường của Đức Phật Thích Ca. Dạ, thì hôm nay cũng như vậy, là chùa đây, tức là mình về với truyền thống Việt Nam, về với những tà áo dài truyền thống Việt Nam, nên quan mời quý vị cùng nghe lại một bài hát cũng xưa rồi của nhạc sĩ Trần Quang Ngọc, đó là bài Về Đây Nghe Anh. Mời quý vị cùng nghe. Yeah.
Dạ, em đi đặt thảo cảm ơn cô. Giờ năm tới tụi con được về chùa để uống sư phụ. Toàn chứ. Cảm ơn nhóm của anh Lê Hồng Quang đã thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc Về Đây Nghe Em. Và cảm ơn nhóm của anh rất là nhiều. Mà che này. Rồi, mấy chị vô vô liền dùm em để mình còn sinh hoạt văn nghệ rồi mời quý thầy là thọ dược thực nữa. Để lát nữa em hát cho anh nghe. Kể chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày dòng tháng tư nơi lầm tỳ ni, hoàng hậu giữa gốc cây vô ưu đẹp tươi, chợt hoa vô ưu từng bừng nở. Đêm lành đã đến cho muôn loài, từ đây thật là hạnh phúc cho nhân loài mừng thay. Hoàng hậu đã đáng sinh được Phật từ bi, ngày bên an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rừng và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh làm mê, tư sinh luân hồi tầng bên mê không còn bờ, đồ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình yên, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy và xa đời. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi lầm tỳ ni, hoàng hậu giữa gốc cây vô ưu đẹp tươi, chợt hoa vô ưu từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài, từ đây thật là hạnh phúc cho nhân loài mừng thay. Hoàng đức Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy
xuất ra đi vào rừng và tìm ra anh đau thiên chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê tư sinh luân hồi bếp tích bờ thật hết mọi khổ đau mừng ngày Phật Thích Ca ơi ngày nay thả nguyên nước cho yên xa tươi như ưu đàng hoa và từ tâm ấy Phật ra đời tâm hồn vương xa tươi như ưu đàng hoa và từ tâm ấy Phật ra đời. Nó thế nào nó cũng ngừng á, nhưng mà tại sao cái microphone kia thì ok, tại vì cái kia nó còn ok.